Trước dự báo thiếu nước vào những tháng giữa và cuối vụ chiêm xuân năm nay, các đơn vị thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện các biện pháp để giữ nguồn nước. Tuy nhiên, việc chống hạn sẽ gặp không ít khó khăn do nhiều hồ đập nhỏ xuống cấp. Do tác động của con người cũng như của thiên nhiên đã khiến nhiều hồ đập, trạm bơm thuộc hệ thống thủy lợi Nam Sông Mã, Bắc Sông Mã và Sông Chu bị rò rỉ, thất thoát nước, thậm chí có hồ đập còn không thể tích nước để phục vụ sản xuất. Thống kê từ Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa cho biết, trong số 610 hồ đập, có tới 116 hồ đập chỉ tích nước một phần, 93 hồ xuống cấp và 14 hồ không thể tích nước. Trên địa bàn xã Phú Xuân thì trước đây cũng đã được cấp trên đầu tư một số đập mương. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì cũng do biến đổi khí hậu thì một số đập mương thiếu nguồn nước và trong quá trình sử dụng thì cũng hỏng hóc. Thì Ủy ban dân xã, Đảng ủy xã cũng đã thực hiện cái kinh phí thủy lợi phí để chủ động để khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì một số chương trình thì nó cũng quá tầm tay, kinh phí nó lớn cho nên là cũng mong muốn rằng là tiếp tục chương trình đầu tư của cấp trên hỗ trợ để khắc phục những đập mương bị hỏng hóc. Một trong yếu tố quyết định thắng lợi vụ chiêm xuân đó là nước. Theo dự báo của Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa, vùng tưới bằng hồ đập nhỏ ở khu vực miền núi và trung du Thanh Hóa có khả năng sẽ xảy ra hạn nặng. Do vậy, ngoài việc chủ động kiểm tra nguồn nước, triệt để thực hiện tưới tiết kiệm, ưu tiên dành cho vùng cuối kênh, vùng cao khó tưới, về lâu dài rất cần thực hiện các phương án nâng cấp, tu bổ hệ thống hồ đập để đảm bảo an toàn và tích nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững.